gái. Chào em. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Rồi, nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Giang, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nghệ An. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương ạ. Mời em trai. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và chào các quý khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Đỗ Thanh Phong ạ. Năm nay em 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì Phong? Dạ, em là nhân viên văn phòng của trực thuộc bộ phận kho vận của công ty mỹ phẩm. Còn Giang bên kia là làm gì Giang? Dạ, hiện tại là em là kế toán trưởng cho một công ty bất động sản ạ, chuyên gia phân phục đất nền tại tỉnh Bình Dương ạ. Ưu điểm của Giang là gì Giang? Ưu điểm của em thì có thể là một người vui vẻ, hòa đồng và em cũng là một người uy tín có trách nhiệm cao trong công việc của cuộc sống ạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm của em thì có thể là một người khá kỹ tính, khá là cầu toàn, cũng có chút nóng tính một xíu ạ. Trời ơi, kỹ tính mà còn nóng tính nữa. Mệt lắm rồi nha. Rồi, mời Phong. Dạ, thì về điểm mạnh của em là chu đáo, nhiệt tình, biết quan tâm chăm sóc người khác. Còn về điểm yếu của em thì hơi rụt rè trước đám đông. Rụt rè trước đám đông hả? Dạ. Có nhát gái không? Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Không có nhát gái vậy bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà nói về mối tình thì em chỉ có một rồi, nhưng mà trong thời gian ngắn, thời sinh viên rồi. Một mối tình ngắn là ngắn sao Phong? Dạ, ngắn thì cũng chỉ có kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng thôi. Nhà trai tôi còn trong veo rồi. Cũng chưa biết yêu nhiều lắm đâu. Mời nhà gái. Nhà gái cười quá trời cười luôn. Bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ, em thì cũng có trải qua vài mối tình chính thức ạ. Cái gì vài mối tình chính thức hả? Vậy là mối tình không chính thức chắc cũng khá khá. Thì người ta trải nghiệm thôi. Ôi dạ, trời, em gái anh. À, em gái xinh đẹp ha. Dạ. Em kể sơ sơ vài mối tình chính thức coi. Chính thức thì em có 3 mối tình ạ. Mối tình ở hồi sinh viên, mối tình hồi mới ra trường và một mối tình gần đây ạ. Mối tình nào dài nhất? Mối tình nào cũng tầm 2-3 năm. Nhưng mà sau 3 mối tình đó thì em thử hỏi xem mình tại sao mình lại chia tay. Có cái gì nó lỗi thuộc về mình không? Mình nói về mình thôi, khỏi nói với người kia. Em nghĩ là do em yêu cầu bạn trai quá cao. Em yêu cầu quá cao? Nhu cầu em cao lắm hả? Nhu cầu em cao lắm hả? Dạ. Là nó yêu cầu, nó khác với nhu cầu. Ủa, nhu cầu với yêu cầu giống nhau mà ta? Khác nha. Khác nhau anh ạ. Khác hả? Dạ. Thôi vậy tôi lộn đi. Yêu cầu gì vậy mà già Giang? Về ngoại hình ha. Thì em cũng mong bạn đó là phải ươm nhìn sáng sộ và cao trên 1m7. Ủa vậy lúc quen ta đo liền đi chứ, để quen xong rồi ta thấy hỏi liền rồi. Bên kia 1m nhiêu? Nhiều. Đi qua coi nè. Dạ 1m8. 1m8. Khỏi coi 1m8. Về chỗ đi, bao dư luôn, yêu cầu gì mà cao nữa đâu. Dạ, thứ hai là em muốn bạn nó thành một người mạnh mẽ và có bản lĩnh. Mạnh mẽ, bản lĩnh. Dạ. Mạnh mẽ không? Dạ có. Trời, tao bản lĩnh lắm mà. Mạnh mẽ, khỏe mạnh, gì nữa? Mong muốn bạn có một công việc ổn định, kinh tế tốt. Dạ. Vậy là 3 cái mối tình trước đó, tức là em cũng đưa ra như cái yêu cầu như thế. Dạ. Mấy bạn không có đáp ứng đủ những yêu cầu đó đúng không? Đó là yêu cầu đầu tiên, nhưng mà ngoài ra đó phải sau thời gian tìm hiểu thì bắt đầu mới xét về cái tính cách có phù hợp với nhau hay không. Tức là những cái yêu cầu đó mình đã đạt được rồi, nhưng mà khi mà quen nhau rồi thì cái tính cách không có hợp với mình đúng không? Đúng rồi. Có đúng yêu cầu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình thích tính cách sao nè? Nói chung là chủ yếu bạn đó phải làm cho em nể được thôi. Làm sao? Để cho em nể phục á, tại vì theo em nghĩ trong tình yêu, trong hôn nhân thì cái sự tôn trọng và nể phục nó rất là quan trọng. Đúng rồi. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào nó rõ ràng hơn không em? Em thích những diễn viên Việt Anh. Việt Anh hả? Dạ. Đóng cái vai trong Người Phán Xử. Thành ra ngoại hình là em thích như vậy từ bé. Tạm gì đi, nãy giờ đưa tính cách như thế đó. Thì em thấy có gì nó trùng khớp với mình không? Dạ, về tính cách của em thì em cũng có bản lĩnh và mạnh mẽ. Thì em cũng hay hoạt động thể thao. Thì cũng như có kết hợp với cả leo núi với lại đi cắm trại nữa. Thôi, leo núi nữa không? Những con người biết chinh phục. Xích bây giờ xích qua tôi ngó nhà trai. Ngó đi 1m8 đó. Chào 1m8. Đứng gần nha. Đứng lên là thấy mức mình luôn á. Ước ao của tôi đó. 1m8. Cuộc đời không quen ai trên 1m8. Em có nhu cầu. Ý yêu cầu. Ý yêu cầu.
có yêu cầu. Em có cái hình mẫu về người bạn gái của mình nó như thế nào? Dạ thì bạn gái của em thì em cũng không quá quan trọng về chiều cao, em chỉ cần có là cái sự thông cảm và chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau à. Vậy thôi hả? Dạ em đơn giản thôi. Mối tình trước của em không thông cảm, không chia sẻ với em hả? Dạ mối tình trước thì cũng là thời sinh viên, với lại có khoảng cách nên sơ sơ à, có ba dạ. 2-3 tháng. Có nắm tay chưa? Có nắm tay rồi. Mà hung chưa? Chưa. Thấy chưa? Ừ. Chưa có kinh nghiệm yêu thương yêu đương luôn á. Còn zin luôn. Dạ còn zin. Vậy có nhiều cách phải dạy. Dạ. Có cái điều gì em không thích ở phụ nữ không? Dạ điều em không thích ở phụ nữ thì chấp nhận. Ừ. Nếu mà có cằn nhằn một chút là cũng không sao, nhưng mà đừng có để làm quá là được. Em ơi, cằn nhằn đó là bản tính rồi. Gia vị đó em. Vậy đó em ơi, lấy vợ mà không cằn nhằn mới lạ đó em. Không cằn nhằn em nhớ lắm. Thành ra thôi, cái đó cho qua đi. Dạ được. Được luôn đúng không? Được luôn. Đó, đúng rồi. Đàn ông tôi chấp nhận cằn nhằn. Em gái đi với em gái ơi. À, dạ hôm nay em đi với hai sếp và các anh chị đồng nghiệp trong công ty ạ. Công ty bất động sản đó đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và tất cả mọi người. Em có đại diện bên nhà gái thì đến đây thì nói chung là bạn trai thì chiều cao thì cũng khá ấn tượng, tính cách thì cũng tốt, thì cũng hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Dạ em xin đi. Dạ cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ nay đi với cùng em là những bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào nhà trai. Lực lượng nhà trai nhà gái đông đảo quá nha. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ con chào chú Huyền Linh. Rồi chào con. Và cùng toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ạ. Dạ hôm nay thì em đi theo ủng hộ cho Phong ạ. Bạn nữ bên này nhìn thì cực kỳ uy tín luôn nha Phong. Bạn nữ nhìn xinh, tính cách thì có nhiều phần là hợp với lại Phong. Anh chỉ muốn nói với Phong là bấm nhanh còn kịp nha. Bấm nhanh còn kịp nha. Được. Bấm nhanh còn kịp. Đúng đó. Rồi, cho thôi kéo rào đi. Ừ, kéo rào. Bắt đầu đi Phong. Chào bạn, thì mình có món quà mình muốn tặng cho bạn. Dạ rồi, mình cũng có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mở quà, giới thiệu quà. Thì nay quà của mình tặng gồm có cái chậu sen đá với lại một cái cuốn sổ ghi tay. Thì sen đá thì là mang ý nghĩa là may mắn, với lại thì vượt qua mọi hoàn cảnh, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Dạ rồi. Và cái cuốn sổ tay thì mình tặng cho bạn thêm để có thể là bạn note vào những cái công việc nào đó bạn cần lưu ý hơn. Dạ rồi, mình cảm ơn nhiều. Bạn gái tặng bạn trai gì vậy? À, em tặng bạn là bộ 5 con mèo may mắn tài lộc, thì mong bạn luôn luôn sẽ được may mắn và có nhiều tài lộc tới. Cảm ơn bạn. Thấy chưa, muốn bấm liền luôn đúng không? Đúng không? Dạ muốn bấm luôn ạ. Đó, thấy chưa? Bấm về bán đất phụ. À, cho mình trao đổi xíu ha. Bạn được. Nghĩ như thế nào về quan niệm về hôn nhân nhé? Khi mà hai người đã về chung một nhà thì cũng là đều là vợ chồng với nhau, thì là cũng hiểu và san sẻ những công việc nhà đó. Tức là người phụ nữ thì nên ở nhà và nội trợ, hay là nên đi kiếm tiền và nội trợ, hay là như thế nào? Với mình thì kiểu người phụ nữ mà mình mong muốn thì hiện đại thì cũng không cần phải quá ở nhà, tại vì cũng có công việc mà. Trường hợp ví dụ như cho mình hỏi, nếu như kết hôn đi thì mình sẽ ở chung với bố mẹ hay là như thế nào ạ? À, nếu mà kết hôn thì sẽ về ở cùng với bố mẹ của mình. Thì không biết là bạn có ngại về việc làm dâu hay không? Làm dâu theo mình nghĩ á, thì đã là lấy chồng và bố mẹ chồng vẫn còn thì chắc chắn là sẽ là phải có trách nhiệm làm dâu. Nhưng mình không, quan niệm mình là không muốn sống chung. Tại vì nếu như chăm sóc bố mẹ thì mình có nhiều cách, ví dụ như mình ở gần. Mình nghĩ quan niệm nó là sống xa hay sống gần nó không quan trọng. Quan trọng là mình có tâm và có tấm lòng của mình để chăm sóc bố mẹ yêu thương hay không. Còn nếu như sống chung thì ít nhiều cũng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, và người chồng sẽ là người cực để đứng ra ở giữa cái điều đó. Rồi, mình hiểu vấn đề đó. Với lại về mình thì vấn đề mà ra ở riêng thì cũng không thành vấn đề. Tại vì con cái thì cũng có cuộc sống riêng của mình, thì nên cũng bố mẹ nào cũng hiểu và cũng tôn trọng cho sự riêng tư đó. Bây giờ anh đề nghị hai đứa xưng anh em đi cho nó tình cảm đi. Mình Đối với anh thì nếu mà sau khoảng 1 năm tìm hiểu với nhau thì chúng ta có thể là khi mối quan hệ nó tốt hơn thì chúng ta có thể tiến xa hơn nữa.
Còn về cuộc sống hôn nhân thì vấn đề về tiền bạc á, thì anh thấy là phụ nữ là giữ làm cái tay hòm chìa khóa, vấn đề tài chính thì là sẽ là chi tiêu sẽ ổn thỏa hơn. Bây giờ Phong đến gần bạn gái hơn nữa, nắm tay bạn gái, hát tặng gái, bạn gái một bài nào đó, hai đứa hát tặng nhau để giải tỏa cái tâm lý căng thẳng cứ hỏi qua hỏi lại hoài. Nào, Phong mạnh dạn bước tới Phong. Dạ. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau nào. Đó. Trong lúc này thì anh được nắm đến tay em. Thì cảm giác của anh thì có chút hồi hộp. Và thực sự thì đứng trước mặt anh thì là em thực sự rất là xinh. Cảm ơn. Nếu như mà có duyên thì chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau hơn. Còn về em thì sao? Suy nghĩ của em hả? Ừ. Có gì xíu chờ lúc mà kết quả bấm đèn thì nói lên đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Chính xác. Nào, thôi về chỗ được rồi đó. Chúng ta phải bấm bằng cả suy nghĩ của mình, bằng trái tim của mình. Không phải bấm vì điều gì hết nha các bạn. Bấm phải có trách nhiệm với nó. Sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì đây là một cái kết quả mà tôi đã đoán trước, dự đoán trước. Hai bạn khó có thể mà tìm được một cái điểm chung đó. Vì đây là một cô gái rất là năng động. Và cô đã có quá nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái vấn đề tình trường, kinh nghiệm ở trong cuộc sống nữa. Cho nên là mà cái yêu cầu của cô nó cũng khá là cao. Phong rất là hiền, một chàng trai chưa bao giờ yêu được cả. Yeah. Một cô gái xinh đẹp, rất là năng động luôn. Thật ra mình xinh đẹp, mình năng động, mình có quyền yêu cầu. Đúng cả rồi. Những gì mình muốn, bởi vì đó là người đồng hành với mình cả cuộc đời mà. Yeah. Không ai trách điều đó cả hết. Vấn đề chỗ là sau cái câu chuyện ngày hôm nay đó, anh nghĩ Phong cần cố gắng năng động hơn nữa. Yeah. Ha? Thật ra thì tình yêu rất là nhiều trên sóng truyền hình á, có thể rất nhiều cô gái đang chờ bấm nút cho Phong và rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho Giang đó. Không lo lắng gì cả. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã. Vâng, anh tự tin lên rồi. Xin chào anh. Dạ vâng, anh tương tác với anh này. Chào anh. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Tự, hiện đang làm tại công ty Quy Mai. Công việc hiện tại của mình là làm bảo trì máy may. Năm nay hai mình 32 tuổi rồi. Quê quán của mình là Thanh Hóa. Dạ, anh đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Thuận An, Bình Dương. Anh vào Bình Dương lâu chưa? Mình vào đây cũng được 6-7 năm rồi. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm yếu của mình là ít nói. Mới ban đầu thì không được hòa đồng lắm, nhưng khi đã hòa đồng vào rồi thì cũng mọi người cũng thích hay là dễ mến. Điểm... Thường mà khi mà mọi người quen với anh ấy, khi mà mọi người quen với anh thì anh sẽ có những cái biểu hiện như thế nào mà khiến cho mọi người dễ mến? Đối với mình thì thường thường nói chuyện với mọi người thì cũng mình thì cũng không hay thương như mọi người. Điểm mạnh của mình là ít nói, nhưng lại bù lại thì mình như là không có nóng tính hay là hỏi chứ em chơi giọng máy lại. Có nghĩa là điểm mạnh nó là những cái mà anh làm tốt cái công việc của mình, cái tính cách của anh là cái tính cách nó có điểm mạnh gì. Điểm điểm yếu, ok, điểm yếu là thiếu tự tin á, thiếu tự tin trong tương tác, trong giao tiếp. Thế điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của mình là nhiệt tình trong công việc, siêng năng. Ngoài ra thì mình còn biết nấu ăn. Bây giờ là trong công ty của anh thì anh đang là may á, thì anh đang làm vị trí gì? Mình làm bên bảo trì máy may. Bảo trì máy may, công nhân bảo trì máy may. Đúng rồi. Về thu nhập của anh thì sao ạ? Thu nhập của mình hiện tại là trung bình 12 triệu. 12 triệu tháng. Đúng rồi. Anh đang ở nhà thuê sao?
Đúng rồi, mình đang ở nhà thuê, hiện tại thì là nhà thuê nhưng mình đã đăng ký mua nhà rồi, mua nhà chung cư. Đã đăng ký chưa? Nếu mà không bị trễ dự án thì có nhà rồi đấy, nhưng dự án nó bị trễ. Nhà ra đăng ký rồi. Đúng rồi. Anh một tốc. Thì bây giờ nhá, anh cảm thấy là khi mà cái người con gái người ta hẹn hò với anh á, thì người con gái sẽ bị những cái điều gì của bản thân anh có thể thu hút được một người phụ nữ? Anh nghĩ là anh có những cái gì tốt đẹp để mà có thể thu hút được bạn nữ? Mình nghĩ là tính của mình có lẽ là điềm đạm, trưởng trạng, biết quan tâm người khác, biết người ta cần, có thể cần gì. Rồi. Có nghĩa là biết quan tâm và quan sát người khác. Và mình nghĩ vậy. Anh biết nấu ăn ngon không? Được bạn bè nói là khen ngon. Anh thường hay nấu món gì nhất? Mình hay thường nấu món lẩu này rồi ếch om ốc rồi cũng khá là nhiều món, rồi món món cà ri gà. Anh trong quá khứ là anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Tính mối tình thì khoảng 6 mối tình hết, nhưng đơn phương chỉ là 5, còn một mối tình chính thức. Đơn phương 5 mối tình hả? Đúng rồi. kể một chút về mấy mối tình đơn phương ha. Vâng, có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3, là từ năm lớp 10 cho đến hết năm lớp 12, là đó là một mối tình đơn phương. Rồi đến lớp đi mình đi học nghề sau 2 năm là cũng một mối tình đơn phương nữa, khoảng 2 năm nữa. Và sau đi làm. Nhưng mà trong tất cả các mối tình đơn phương ấy, thì anh có thổ lộ với người ta không? Mình chỉ quan sát người ta vậy thôi, không có nói gì. Tại sao vậy? Có lẽ là lúc đó mình vừa ít nói là vừa thiếu tự tin. Thế sao mà anh cứ kéo dài những cái mối tình mà đơn phương vậy thôi? Anh đúng cứ rồi. Âm thầm quan sát người ta đi vậy? Đúng rồi. Ok, bây giờ kể về cái mối tình chính thức ha. Mối tình chính thức thì cũng không được dài lắm, chỉ được khoảng 3-4 tháng thôi đấy, cũng nói chung nó cũng không quá chỉ là sâu sắc, nên cũng không có để gì là ấn tượng nhiều. Tụi anh quen nhau như thế nào và cô ấy đã đồng ý yêu anh chưa? Vâng, quen cùng mình đi làm. Quen cùng công ty. Vâng. Xong rồi chị đó sao? Sau đó hai người cảm thấy không hợp là dừng lại. Không hợp ở điểm gì anh? Không, có lẽ là cô đang còn có trẻ. Mình thì cũng mới cách đây khoảng 3 năm thôi đấy. Có kém mình những 8 tuổi. Dạ vâng, thì bây giờ anh phải nói cụ thể nha, anh phải chia sẻ cụ thể với em. Thì mới tìm được cái mẫu người mà đúng với anh. Thì bây giờ là không hợp ở cái điểm gì, cô ấy trẻ, đúng rồi, ok, cô ấy trẻ con này kia, nhưng mà trẻ, cái sự việc đó là gì, câu chuyện đó là sao mà hai người chia tay với nhau? Đây là câu chuyện của anh mà. Cho đó là hai người có ấy thì về quê rồi, trong kiểu trong lúc nói chuyện đấy. Mình thì về nơi ở, ví dụ như cô ấy thì muốn về quê, còn mình thì muốn lại ở lại trong này. Rồi, mình muốn về quê lập nghiệp. Vâng, đúng không? Cô ấy thì muốn là thế xong rồi mâu thuẫn 3 tháng, 4 tháng gì đó mâu thuẫn với nhau. Thì ai là người chủ động chia tay ạ? Hai người không, nói chung là cũng không có nói chia tay gì cả, nhưng từ từ ít không nhắn tin qua lại nữa là thôi. Dạ.
Bây giờ mẫu người mà anh muốn chương trình, bạn muốn hẹn hò tìm kiếm cho anh ấy, mẫu người như thế nào anh? Cao khoảng trên 1m50 là được, dễ nhìn một chút, nữ tính một chút, mà cá tính một chút cũng được. Anh tưởng tượng trong đầu của anh nhá, là nếu mà anh muốn cá tính ấy, thì là cá tính như thế này. Nói cá tính thì xăm hình rồi hay sao? Cũng không phải là mình không thích xăm lắm, nhưng kiểu mạnh mẽ là quyết đoán một chút các thứ, cũng đừng có là giống như là thay người khác, hay là người khác ta quyết định mình làm sao một cái ý định, một cái công việc nào gì đó. Nhưng mà anh nếu mà anh quen một cái người bạn gái mà mạnh mẽ quyết đoán này, mà trong khi đó là anh rất là thiếu tự tin luôn, nó bảo mình thiếu tự tin thì không phải. Ngày thiếu tự tin là ngày xưa đối với mình thôi, chứ còn bây giờ thì mình đã tự tin hơn ngày trước rồi. Ok, thế vậy anh lên sân khấu bạn mới nói, anh sẽ có thể làm được cái gì để mà có thể chinh phục được cái người bạn gái ở bên kia liền? Anh có thể hiện được cái gì? Mình thì hát cũng không hay, nhưng không biết mình thể hiện bằng cái gì được. Thế anh biết rồi đấy, đây là cái buổi casting để mà hiểu được ạ, để mà chọn vào vòng ghi hình đó, thì cũng sẽ rất là có nhiều những cái ứng cử viên. Dạ. Thì mình phải là một người như thế nào, có ưu điểm như thế nào, đặc biệt như thế nào đó. Anh hát thử được một đoạn không? Sau đây mình sẽ hát một đoạn. Thì mình thử hát thôi, hát được, hát đâu thì được nhé. Dạ vâng, cứ hát đi. Bỏ em vào ba lô, đưa em thì hát một đoạn này. Một đoạn. Hát được câu nào thì hát nha. Ok. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh lưng làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ. Ok, sẽ về đọc lại cái bài này ha. Rồi. Nhưng mà đấy thì có nghĩa là cái lúc mà mình truyền tải lên trên sân khấu ấy, mình phải ví dụ trong tình yêu thì anh có phải là một người chủ động không? Anh gặp người mình thích anh sẽ biểu lộ ra như thế nào anh? Thường mình gặp người mình thích thì mình không có nói tự tin giống là những người mình không thích. Những người mình không thích ấy, thì mình thường thường mình nói sẵn sàng được. Đôi khi nhiều người mình cứ nói sẵn sàng vậy, thế những người là người ta lại thích mình nhưng mình lại không thích người ta nhiều. Rồi, khi đó bây giờ chỉ gặp người mà mình thích thôi á, thì vâng, mình sẽ biểu lộ như thế nào? Thường thường là mình đôi khi gặp người mình ít nói hơn là những người không biết. Trên sân khấu bạn muốn hẹn hò chỉ là một cơ hội thôi. Một cơ hội, và cơ hội đó nó chỉ trong vòng nửa tiếng thôi. Đó, thì mình phải thể hiện được tất cả những cái khao khát mà để có thể đạt lấy cái cơ hội này, cái tình yêu này. Thì tất cả các anh chị mà đến với chương trình bạn muốn hẹn hò đều là những người mà ví dụ như anh đều là những người mà bọn em đã kiểm chứng rất là qua nhiều vòng casting này. Hôm nay chỉ là trao đổi riêng thôi, hôm nay chỉ là trao đổi để làm quen thôi. Sẽ có một cái vòng nữa, sẽ có biên tập để làm việc trực tiếp với anh. Đều là rất những người rất là uy tín. Kể cả bạn nữ mà ngồi bên kia đều cũng sẽ là người rất là uy tín và rất là tử tế đàng hoàng. Đó. Thế nên là anh phải tập luyện nhiều hơn để về cái cách giao tiếp, ví dụ như anh phải thể hiện như thế nào để cho MC và cái bạn nữ ngồi bên kia của cái tấm rèm á có thể hiểu nhiều hơn về anh. Đó. Về cái mẫu người mà anh mong muốn ấy, thì vùng miền của bạn đó thì sao? Vùng miền thì mình không quan trọng lắm, nhưng nếu mà được ở vùng quê thì tốt hơn, và ở trong cái vùng này thì cũng tốt hơn. Không quan trọng là nghĩa là Thanh Hóa thì tốt hơn đúng không? Thì tốt hơn. Miền Tây vẫn được không? Nhưng mà bạn vẫn đang ở Sài Gòn. Cũng được.
mình muốn lập nghiệp trong ngày á, thì nếu ở trong ngày cũng tốt, vì là con gái ở vùng vùng trong ngày. Công việc của người phụ nữ của bạn đó như thế nào thì ạ? Công việc mình cũng không quan trọng công việc nó lắm, nhưng nếu mà công việc văn phòng thì có thể là tốt hơn, là làm giờ hành chính ấy. Vậy vì là mình suy nghĩ sau này có thể mình cho người vợ sẽ, nếu mà đó là mình nghĩ là giờ hành chính để mà có thể chăm sóc con cái được. Anh độc thân là bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Mình độc thân từ từ bé đến giờ đấy. Không, nhưng mà có một cái mối tình chính thức mối tình chính thức. Mối tình cách đây cũng 3 năm rồi. 3 năm. Trong đó thì anh có đi tìm hiểu những cái mối quan hệ khác không? Mình thì cũng nói chuyện qua qua vậy thôi, chứ cũng không có đi tìm hiểu sâu lắm. Cũng nhìn cũng ví dụ như thấy thì bé này thích hay là xinh xinh thế này thì cũng nhìn qua thôi, cũng không có tìm hiểu. Rồi. Ừ. Thế anh có biết được cái lý do mà mình vẫn độc thân và mình chưa tìm được một cái bến đỗ hạnh phúc cho mình theo anh? Mình nghĩ đó là mình nhát gái thôi, chứ cũng không ít ít ví dụ như thấy gái thì mình không hay tiếp chuyện nên thôi, nên cũng mình không độc thân chứ chưa không. Có nghĩa là mình nhát quá xong mình cứ thế thôi, cứ chờ đợi duyên số vậy hả? Đúng, chắc đúng vậy. Nhưng mà vậy thì cái động lực nào mà để ngày hôm nay tới đây? Có lẽ một phần là vì mình cũng muốn tìm một đứa để có một cuộc sống gia đình với cả bố mẹ cùng dùng. Bố mẹ có nghĩa là nên nếu mà anh được chọn được vào ghi hình ấy, thì anh phải tự tin hơn nữa, thể hiện được nhiều hơn nữa để cho bạn gái ở bên kia người ta hiểu được mình, và anh chia sẻ tất cả mọi thứ là phải cụ thể hơn về cái câu chuyện của mình, cũng như là điểm mạnh điểm yếu gì của mình. Anh có những cái tài năng gì thì như anh vừa hát đấy thì không hát được, thì anh cứ về anh, nếu mà anh được chọn thì anh cứ luyện tập cái bài hát đó. Thời gian ghi hình thì chỉ có khoảng nửa tiếng đến 4-5 phút thôi, cho nên là mạnh mẽ lên, tự tin lên để mà chiếm lấy cơ hội bên kia. Các bạn nữ về nhà nhé. Chào anh. Em hỏi cái gì? Dạ em hỏi là mấy cái này mà mong người thích gì kia. Tình trường đưa phải chưa? Tình trường thì bạn ấy đơn phương 5 mối tình, nhưng mà 1 mối tình chính thức 3 tháng. Thế đơn phương tới 5 mối tình mà không có mối tình nào thành công luôn hả? Không, cứ thế cứ. Cứ lặng lẽ mà âm thầm như vậy. Lặng lẽ âm thầm đi theo em hả? Nhưng mà 5 cô gái đó có những cái đặc điểm chung gì để mà em đơn phương không? Những bạn ấy thì là khá là hiền lành. Hiền, xinh. Và nhìn dễ thương. Thế bây giờ mình đã chuẩn bị được cái gì để mình lập gia đình kết hôn chưa? Rồi kế hoạch tương lai của em thì như thế nào? Bây giờ mình nhát, mình không có dám nói, tức là mình không đủ tự tin về tính cách, bản lĩnh của mình để cô gái, đúng không? Thì mình có những cái gì trong tay rồi? Hiện tại thì em đã đặt mua nhà, nếu mà không bị chậm tiến độ thì chắc là có nhà ở, thì nhà chung cư. Mua chung cư ở Dĩ An hả? Ở Lái Thiêu, Bình Thuận An đấy. Ở Lái Thiêu hả? Đúng rồi. Là đã mua rồi đúng không? Đang chờ giao nhà đúng không? Ừ. Nhà rộng không? 56m2. 56m2 thì chỉ có 1 phòng ngủ thôi hả? Vâng, đúng rồi. Rồi mua này bao nhiêu được cái ngân hàng à? Hay là sao? Em mua thì cũng trả góp là đến 400 á. Trả góp theo tiến độ hả? Mua nhà là bao nhiêu? Giá trị căn nhà là bao nhiêu? Tỷ mốt hả? Tỷ mốt là phải làm vay có 400 thôi. Còn là mình có 700. Bố mẹ em là vẫn ở ngoài quê hả?
Bố ở ngoài quê còn mẹ đang làm cùng mẹ em trong này. Mẹ có nhà hiện tại một tháng của em được bao nhiêu? Trung bình 12 triệu. Ừ. Là đang làm bảo trì máy may hả? Vâng. Là máy công ty này là công ty may sản phẩm gia công công nghiệp, xong rồi là em làm bảo trì máy, là máy móc có vấn đề gì là gọi em. Đúng rồi. Em làm công việc này lâu chưa? Em làm cũng được 4 năm rồi. Còn mẹ em làm gì trong này? Mẹ em làm công ty giày á. Là mẹ cũng làm công nhân hả? Vâng, đúng rồi. Anh chị em của em thì sao? Em thì đang làm ngoài Thái Nguyên rồi, em lập gia đình rồi. Rồi, em đã lập gia đình rồi. Em trai em sinh năm mấy? Em 92. Thế để nó đi trước rồi, bây giờ mình mới sốt ruột nên mình đi tìm vợ đó hả? Hay sao? Chắc cũng một phần có tuổi rồi, một phần bố mẹ cũng dục nhiều quá. Với cả cũng muốn tìm một gỡ của mình để ổn định. Thế có tuổi rồi thì phải mạnh mẽ, thì tự tin lên chứ. 32 tuổi rồi, bây giờ nhà mình có này, đúng không? Nhà là dự kiến bao giờ nhận nhà? Dự kiến là tháng là quý 3 năm nay. Quý 3 năm nay là cuối năm nay đấy, đúng không? Quý 3 là khoảng tầm tháng 10, tháng 11, đúng không? Nó cho chậm tiến độ 3 tháng đi, là cứ cho đầu năm sau là Tết xong là có nhà đi, đúng không? Tự tin mình có nhà này, mình có tiền này. Thế thì mình phải tự tin lên, mình phải đi tán bạn gái thì mình không có được tự tin về cái gọi là sự năng nổ hoạt bát của mình, thì mình thể hiện cái sự chân thành với họ chứ, đúng không? Nhá, vậy thì bao giờ mới có bạn gái được? Có mấy mối tình rồi? 5 mối tình đơn phương. Đơn phương tới 5 mối tình mà chưa có nắng tay lần nào hết, được một mối tình chính thức có mấy tháng à? Mối tình chính thức là em tỏ tình hay bạn gái tỏ tình em? Em tỏ tình. Em tỏ tình với bạn gái ok luôn. Tại sao chia tay? Bọn em cũng là tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thôi, nhưng thấy không hợp với tâm lý tính cách thì bạn ấy cũng hay chia sẻ trên Facebook nói chung những cái mà không đáng, em nghĩ nó trẻ con quá. Bây giờ tức là có cái gì cũng viết lên Facebook hả? Đúng rồi. Bạn gái sinh năm mấy? Sinh năm 2000. Rồi ông gọi em gái trẻ thì ông phải chấp nhận thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Ông 90, ông 2K là bây giờ là vậy thôi, Gen Z mà. Người ta bởi vậy sao kêu người ta lớn được, đúng không? Rồi em bạn gái lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Cũng được. Bây giờ lên sân khấu mà tỏ tình bạn gái thì tỏ tình sao nè? Ví dụ mở màn ra thấy cô đó ưng ý quá rồi thì tỏ tình sao? Chào em. Không nghĩ là hôm nay anh lại gặp được người. Không nghĩ là hôm nay anh gặp được một người. Thôi bây giờ thế này nè, trời ơi. Thế đấy là khi mà chị hỏi như vậy á thì em phải bảo là lên đó em tùy cơ ứng biến xem bạn gái đó như thế nào. Đang học bài á trời. Thế bây giờ ông học bài làm sao mà ông mang bài lên được? Nha, tức là mình phải, tức là tự tin của mình, bản lĩnh của mình lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em phải mạnh dạn lên. Tụi chị cũng có hiểu được cái môi trường làm việc của bọn em là tối ngày là làm việc với những cái máy quay, những cái bạn nhân viên ở trong đó, máy may đúng không? Làm việc với máy may thì suốt ngày chỉ gọi là cặm cụi sửa máy, là máy nó đứt chỉ, máy nó đứt khuya, cái gì có vấn đề gì đó nó gọi tụi em hết. Bảo trì mà, thay dầu nhớt hay các thứ. Cho nên là thành ra là mình cũng không có cái việc mình giao lưu bên ngoài nhiều. Nhưng mà thời gian rảnh chủ nhật, thứ bảy chủ nhật em có được nghỉ không? Thời gian nghỉ đó em làm cái công việc gì? Thứ bảy chủ nhật thì em cũng được nghỉ. Chiều thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Nhưng... Anh cầm mic anh nói đi em. Vâng. Em cũng được nghỉ mà đôi khi cũng thấy những bạn cũng thấy dễ thương mà. Hôm nay mình nghỉ trong bộ và hôm nay mình sang xin Facebook mình nói chuyện với bạn này một xíu. Như thôi, bảo hôm nay không xong, hôm nay không được khỏe, hôm nay không được vui lắm. Thôi để ngày mai đi. Ngày mai này bảo hôm nay xong, hôm nay trời không được đẹp lắm, sao thôi mình bữa kia đi. Bữa kia xong rồi đến tuần sau thôi, tuần sau thì mình mời bạn đi uống nước. Tuần sau hôm nay trời mưa thế nhỉ. Để tuần sau nữa đi. Thế là chứ năm này qua năm kia. Cứ trời như vậy là bạn khác lấy mốt rồi đúng không? Trời ơi.
bởi vậy thấy người nào mà dễ thương cái gì đó người ta quyết liệt lên để người ta có bạn gái. Không có sống, không có sống trai thanh hóa một tí nào hết á. Đúng rồi, thấy trời ơi, trai thanh hóa mà kinh khủng lắm em ơi. Đúng rồi, mà người ta bảo sao sao mà người đi đến đâu người ta bảo sao trai thanh hóa mà sao người không giống trai thanh hóa thế nào. Không có giống trai thanh hóa thế nào được, mỗi cái giọng thanh hóa thôi chứ còn không thấy có tí nào của trai thanh hóa hết. Trai thanh hóa là ví dụ như là có những anh là chỉ có một thôi nhưng mà anh phải nói thành bảy đúng không, tức là bây giờ phải nói to ăn to nói lớn về dõng dạc lên thì mình bạn gái người ta nghe người ta chưa cần biết là mình như thế nào nhưng ít nhiều thì mình thể hiện cái sự tự tin của mình, cái sự năng nổ của mình ra thì bạn gái người ta mới cảm thấy à anh chàng lanh lẹ, sau này mình có thể đương tựa, mình có thể cùng với nhau phát triển được này. Mẹ em cứ dí trong cổ họng như thế thì cô gái nào có chịu em được, dù mình chân thành nhưng mà tại vì em biết tại sao không, cái chân thành đó của em nó phải cần thời gian để chứng minh đúng không. Nhưng mà bây giờ em lên sân khấu bạn mới hẹn hò đi, chỉ có 30-45 phút thôi, thế thì em cứ dí trong cổ họng như thế thì làm sao cô gái cũng cảm nhận được cái sự chân thành của em đúng chưa. Nên phải nói to, phải rõ ràng lên, phải có cái gì thu hút ở bạn của em dành cho bạn gái nha. Rồi ví dụ như quà cáp, chuẩn bị quà cáp tặng bạn gái gì đó, rồi nếu mà được chọn đi ghi hình thì nhớ mời mẹ đi theo để thể hiện cái sự nghiêm túc và chân thành của mình ha. Ừ, nói mẫu người cho em. Dạ rồi. Ừ. Rồi, ok. Đừng có sở trường gì không? Sáng thờ gì không? Ờ, Sài Gòn nó được. Hát có, thì anh hát lại cái bài anh vừa hát một xíu cho mấy cái hát thấy mà hát có hát được hát hay ok hát hay thì hát đi chỗ đấy ít nhiều thì năng như mà hát ra cũng được. Em hát một đoạn ở giữa câu thì được thì em thích thích cái em thỉnh thoảng em đi làm em hay ngân nga một đoạn này. Bỏ em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tranh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ấm. Rồi ok, bỏ em vào ba lô, thế mang sẵn cái ba lô lên rồi có gì là bỏ nhét em vào đâu đấy nha. Rồi ok, có yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái hoặc là có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em nói chung là không thích này, đừng nói quá nhiều là được. Nói quá nhiều, thì nó phải bù trừ lại cho em chứ. Nói nhiều hơn em là được, nhưng đừng nói quá nhiều. Không cho ta nói nhiều. Giờ về im luôn là không chịu không? Tức là nói nhiều hơn bạn này một ngày em nói được bao nhiêu câu em có nhớ không? Em chắc nhớ được. Chị hỏi thẳng thật nhá, là em đi làm á, em có giỡn, có vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp ở trên công ty không? Có chứ, nhưng so với mọi người là ít hơn. Nhưng nói chung em nếu khi đã quen rồi thì em khá như là gần gũi ấy. Và nhưng chưa quen thì thấy thì cũng thấy hơi cảm giác là hơi khó tính, nhưng quen rồi là dễ gần. Thế anh ghi cho mày là thích mẫu người có cá tính chút, cá tính chút làm sao? Cá tính nó rất là kiểu quyết không xăm mình, xăm có xăm thì xăm nhỏ nhỏ thôi, đừng có xăm to. Rồi, cá tính biết rồi quyết đoán trong công việc ấy, đừng có để người khác phải chờ đợi ấy. Ví dụ như một mình đi đâu hoặc đi xa đó mà chứ phải đợi người khác đến. Rồi người khác quyết định dùm hả? Đúng rồi. Tức là thích đi chơi thì cứ đi thôi. Đúng rồi, ví dụ như có việc gì đó là đi ra ngoài hay là có gần gì đó thì mình có thể tự quyết định được. Đừng. Ok, rồi, ok, cảm ơn tự ha. Mình tự tin, bản lĩnh lên nha, mạnh mẽ